Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 5, Học viện Chính trị khu vực 2 tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học nghiên cứu trao đổi những nội dung trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu tại Học viện Chính trị khu vực 2 và tại các điểm cầu một số địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và các phó giám đốc học viện chủ trì. Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, học viên đến từ Học viện Chính trị khu vực 2 đã trình bày 7 tham luận về nhận thức rõ và tin tưởng hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài học từ công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Chúng ta cũng thấy được các bài viết của Tổng Bí thư đáp ứng được các cái vấn đề mà bức thiết trong xã hội hiện nay, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay nữa. Thông qua cái buổi tọa đàm này, các anh chị học viên chúng ta có thể vận dụng một số cái nội dung liên quan đến thực tế của đơn vị. Buổi tọa đàm cũng phải nói là mang một cái ý nghĩa về lý luận, về thực tiễn và về khoa học. Qua đó thì giúp cho những người làm báo như chúng tôi có thêm kiến thức, bổ sung cái kiến thức lý luận chính trị để mà củng cố cái niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của đảng. Thì qua đây thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cũng như trong đội ngũ cán bộ đảng viên về những giá trị cốt lõi trong cuốn sách, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và chúng tôi cũng xem đây là một quyển cẩm nang, một thứ vũ khí sắc bén để chúng tôi đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin, bảo vệ con đường chủ nghĩa xã hội, bảo vệ công cuộc đổi mới của đảng ta và góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường. Có thể nói rằng đây là một cuốn sách rất quan trọng đối với cán bộ đảng viên và những người đứng đầu của đảng trong hệ thống các cấp, hệ thống chính trị. Bởi vì vấn đề mà Tổng Bí thư nêu ra trong quyển sách này, đó là quyển sách tập hợp khoảng 29 bài viết, bài nói của Tổng Bí thư tại trên sách báo và đặc biệt trong các hội nghị chỉ đạo ở những lĩnh vực quan trọng của đất nước của chúng ta, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại. Đây là sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, và người đứng đầu đã thể hiện quan điểm ấy trong sự chỉ đạo hoạt động của cách mạng Việt Nam. Cho nên quyển sách rất sâu sắc. Quyển sách không chỉ là sự vận dụng khái quát tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin, quyển sách còn là những quan điểm chỉ đạo cập nhật thời sự của Đảng ta đối với tình hình đất nước của hiện nay. Cho nên chúng tôi cho rằng đây là một quyển sách mà có một đại biểu trong hội thảo đã nói đó, một quyển sách gối đầu giường cho tất cả cán bộ đảng viên và cho những người đứng đầu hệ thống chính trị của chúng ta, từ đảng, nhà nước đến mặt trận và các đoàn thể. Sở dĩ như vậy là bởi vì quyển sách này đó, nó chứa đựng một cái tầm cao về mặt lý luận, nó sâu sắc về mặt thực tiễn. Khẳng định buổi tọa đàm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cũng mong rằng những vấn đề, những nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập trong cuốn sách, những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ ở những diễn đàn khoa học khác. Ngoài ra, ban tổ chức cũng...